một cái giải pháp bảo hiểm đầu tư mới của AIA. Như anh biết đó, thịnh vượng nó là một cái khái niệm giúp cho mình gồm có sự đầy đủ về vật chất và tinh thần. Đối với anh đó, thì cái bức tranh mà thịnh vượng thì nó là sẽ như thế nào ạ? Đối với anh thì bức tranh thịnh vượng của anh nha, anh nghĩ rằng là nó sẽ có đầy đủ về vật chất, ví dụ như là có sở hữu được một căn nhà, một chiếc xe, hoặc là dư dả về mặt tài chính. Vậy anh có đồng ý với em đó là vai trò lớn nhất của người trụ cột là giúp gia đình mình đạt được sự thịnh vượng về tài chính đúng không ạ? Ừ, anh đồng ý. Dạ. Thì để đạt được cái sự thịnh vượng về tài chính đó thì mình sẽ có ba cái thước đo. Thước đo thứ nhất đó là mình phải bảo toàn được cái tài sản hiện hữu của mình. Cái thước đo thứ hai đó là mình phải gia tăng cái tài sản tiềm năng. Và cái thứ ba nữa là mình phải đạt được cái tài sản kỳ vọng. Và khi đạt được cái tài sản kỳ vọng này á, thì anh sẽ thường dùng vào mục đích gì ạ? Nếu như anh đạt được tài sản kỳ vọng nha, thì anh sẽ đầu tư vào cho con cái đi học. Thứ hai nữa, nếu cái tài sản đó còn lớn nữa thì về già thì mình có một cái khoản nghỉ hưu, an nhàn. Rồi ngoài ra nếu như nó còn dư ra lớn ra nữa thì còn là một cái khoản thừa kế cho luôn con của mình. Thì như anh biết để đạt được cái mục đích đó thì mình thường sẽ có những cái phương thức như là tiết kiệm và đầu tư. Thì tiết kiệm thì thường giờ em nghĩ là chắc anh cũng sẽ là gửi ngân hàng là chính đúng không anh? Thì ngoài ra đầu tư thì em cũng sẽ có những cái kênh em được biết, như là mình sẽ đầu tư về chứng khoán, về cổ phiếu, về bất động sản, về trái phiếu. Thì mình lựa chọn cái đầu tư nào thì cũng là tốt hết trơn á. Nhưng mà cái giải pháp đầu tư tối ưu nào mình lựa chọn thì đó mới là giải pháp sáng suốt. Để đầu tư sáng suốt thì nó sẽ có ba cái tiêu chí như sau. Thứ nhất nữa là mình phải đạt được cái lợi nhuận kỳ vọng. Cái thứ hai nữa, mình phải giảm thiểu được cái rủi ro về tài chính. Và cái thứ ba nữa, mình phải giảm thiểu được cái rủi ro về sức khỏe. Và để đáp ứng được ba cái tiêu chí đầu tư này thì AA đang có một cái sản phẩm bảo hiểm, đó là Bước Đến Tương Lai, sẽ giúp anh giải quyết được vấn đề là đạt được lợi nhuận kỳ vọng nè. Cái thứ hai mình phải giảm thiểu được rủi ro tài chính, và cái thứ ba để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe. Và để hiểu cụ thể hơn thì em xin phép đưa anh một cái ví dụ. Đó là một khách hàng của em ha, 30 tuổi, thì anh mong muốn là đến năm 60 tuổi anh sẽ có một cái số tiền là 3 tỷ 380 triệu đồng. Thì mỗi năm như vậy anh sẽ tiết kiệm khoảng 36 triệu trong vòng 30 năm. Thì đến năm 60 tuổi là anh sẽ có được số tiền là 3 tỷ 380. Và nếu mà ảnh muốn hàng năm mình rút ra được 344 triệu thì anh sẽ rút được đến năm 80 tuổi luôn ạ. Thì trong vòng 20 năm đó, từ năm 60 đến 80 tuổi thì mình sẽ rút ra được tổng cộng là 6,9 tỷ. Thì nó đây là một cái giải pháp nó giúp cho mình để giảm thiểu được cái rủi ro tài chính. Thì AA sẽ có 3 cái quỹ đầu tư. Thứ nhất là cái quỹ thận trọng. Thứ hai là quỹ cân bằng. Thứ ba là quỹ tăng trưởng. Và song song đó thì để giúp cho mình giảm thiểu cái rủi ro về sức khỏe, mình sẽ có một cái số tiền bảo hiểm là từ 1 tỷ 9 đến 3 tỷ. Thì cái số tiền bảo hiểm này nó sẽ giúp anh an tâm là trong trường hợp là thí dụ như chẳng may mình có bị ung thư thì mình cũng sẽ có một cái khoản chi phí để mình điều trị. Cái thứ hai nữa là giúp cho mình yên tâm về trường hợp mình bị mất khả năng lao động. Và bên cạnh đó, trường hợp tệ hơn nữa là gọi là mình mất đi á, thì mình vẫn có cái số tiền từ 1 tỷ 9 đến 3 tỷ để cho mà mình lo cho gia đình mình. Thì em thấy là với cái một cái kế hoạch tài chính như thế này thì nó có hấp dẫn anh không ạ? Có. Dạ, thì để hiểu hơn về chi tiết hơn thì em sẽ có những câu hỏi về đầu tư. Thì em xin phép làm chi tiết hơn với anh nha. Ok. Dạ, em cảm ơn.